Thầy chào tất cả các em. Rất vui được gặp các em trong tiết thể dục tuần này. Trước khi bắt đầu buổi học, thầy sẽ trả lời các câu hỏi của tiết trước. Câu hỏi thứ nhất, chân dậm nhảy là chân nào? Đáp án thứ nhất là chân thuận, thứ hai là chân không thuận, thứ ba là chân mạnh và thứ tư là chân phải. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án thứ ba, chân mạnh. Bởi vì chân dậm nhảy không nhất thiết phải là chân thuận hoặc là chân không thuận. Mà khi thực hiện động tác đặt chân dậm nhảy vào điểm dậm nhảy, các em thấy động tác thực hiện thoải mái, phát huy được sức bật của mình thì đó là chân dậm nhảy. Câu hỏi thứ hai, việc đá cầu thường xuyên có tác dụng như thế nào? Đáp án thứ nhất là săn chắc đôi chân. Đáp án thứ hai là giải tỏa căng thẳng. Đáp án thứ ba là giảm lượng mỡ thừa. Và đáp án thứ tư là tất cả đều đúng. Câu trả lời của chúng ta đó là đáp án thứ tư, tất cả đều đúng. Vì việc đá cầu thường xuyên ngoài giúp cho cái đôi chân các em linh hoạt và săn chắc đôi chân, việc chơi thể thao thường xuyên còn giúp các em giải tỏa các căng thẳng và đốt cháy những lượng mỡ thừa. Câu hỏi thứ ba, trước và sau khi chạy bền các em cần làm gì? Đáp án thứ nhất là khởi động. Đáp án thứ hai là nghe hiệu lệnh rồi chạy. Đáp án thứ ba, khởi động trước khi chạy, sau đó thả lỏng. Đáp án thứ tư là không cần khởi động. Câu trả lời đúng của chúng ta đó là đáp án thứ ba, khởi động trước khi chạy, sau đó thả lỏng. Vì khi việc khởi động trước khi chạy giúp các nhóm cơ, các khớp chúng ta nóng lên để chuẩn bị cho cái cường độ vận động sắp tới. Và sau khi vận động thì các em cần phải thả lỏng để cơ thể chúng ta nghỉ ngơi trở về trạng thái ban đầu. Vào tiết học hôm nay là tuần 27, tiết 53, 54, nội dung của chúng ta là bật nhảy, đá cầu, chạy bền. Về phần bật nhảy, các em sẽ ôm cho thầy là đà ba bước dậm nhảy vào nệm, ôm chạy đà chính diện, co chân qua xà. Đá cầu là tiếp tục ôm tân cầu bằng mu bằng chân và nâng cao thành tích. Học là chuyền cầu theo nhóm hai người, chạy bền. Các em tiếp tục rèn luyện nâng cao sức bền. Bây giờ thầy sẽ vào nội dung thứ nhất, đó là phần bật nhảy. Đầu tiên đó là ôm đà từ 3 đến 5 bước vào nệm, dậm nhảy vào nệm. Thì ở động tác này các em đã được học ở trên lớp. Và thầy muốn nhấn mạnh lại các em ở cái giai đoạn ở trên không. Các em thường thiếu đó là các em phải đánh tay, phối hợp đánh tay lên cao. Và khi các em tiếp đất, em phải tiếp đất bằng cả hai chân và khuỷu gối để giảm chấn động. Đồng thời hai tay ở trên cao chúng ta đánh ra trước và ra sau để giữ thăng bằng cho cơ thể. Vào nội dung thứ hai của phần bật nhảy, chúng ta ôm động tác là chạy đà chính diện, co chân qua xà. Thì cái động tác này thầy lưu ý các em một điểm, đó là việc đặt vị trí chân dậm vào điểm dậm nhảy thì các em cần thực hiện là chính xác để tránh là đá chân lăn vào xà khi điểm dậm nhảy quá gần xà, hoặc là chúng ta bật nhảy lên và rớt xuống xà khi đặt chân dậm nhảy ở xa xà. Và có thể dẫn đến chấn thương. Và khi lưu ý thêm đó là khi tiếp đất, các em phải tiếp đất bằng cả hai chân và khuỵu gối giảm chấn động. Thêm một điểm nữa đó là khi dậm nhảy thì nhớ đánh hai tay từ dưới lên cao và co khuỵu tay khoảng ngang vai để nâng trọng tâm người lên. Trước khi kết thúc nội dung bật nhảy, thầy sẽ đưa cho các em một số các bài tập để phát triển sức bật đôi chân. Thì ở tuần trước thầy đưa cho các em hai bài tập, đó là bật cóc và bật nhảy tay với bảo vật trên cao. Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục với hai nội dung này. Tuy nhiên các em cần nâng cao cái lượng vận động của mình lên. Ví dụ như đối với phần bật cóc, tuần trước các em bật cho thầy khoảng cách là 20m, thì tuần này chúng ta thực hiện cho thầy là 25 đến 30m. Tuần trước thực hiện 4 hiệp thì bây giờ chúng ta sẽ nâng cho thầy lên là 6 đến 7 hiệp. Giữa mỗi hiệp chúng ta nghỉ 1 phút. Tương tự như vậy, bật nhảy tay với bảo vật trên cao thì tuần trước các em thực hiện cho thầy là khoảng từ 10 đến 15 lần và thực hiện cho thầy 4 hiệp. Thì tuần này các em thực hiện cho thầy là 15 đến 20 lần và nâng lên là 5 đến 6 hiệp.
Giữa mỗi hiệp các em nên nghỉ cho thầy là 1 phút. Tiếp theo chúng ta sẽ vào nội dung thứ hai, đó là đá cầu. Đầu tiên sẽ là ôm tương cầu bằng mu bàn chân. Thì ở nội dung này thầy được nghe rất là nhiều phản ánh của các bạn, đó là các em tập luyện rất lâu rồi nhưng thành tích vẫn không được nâng cao. Thì ở đây thầy sẽ nhấn mạnh cho các em một số điểm các em thường sai dẫn đến không nâng cao được thành tích cho bản thân. Đó là việc tung cầu mấy em chưa chính xác. Các em thường là tung cầu vào thân người hoặc là bay xa thân người, dẫn đến việc tiếp xúc cầu không chính xác và chúng ta không thể đá được trái thứ hai và trái thứ ba. Cái thứ hai nữa là cái vị trí tiếp xúc cầu các em chưa đúng. Các em tiếp xúc cầu là bằng mu bàn chân. Khi tiếp xúc cầu gần như bàn chân chúng ta song song với mặt đất, sao cho cầu bay theo hướng lên cao và rớt xuống, tránh là móc cầu và cầu bay vào thân người hoặc là duỗi bàn chân thì cầu sẽ bay xa, thì chúng ta sẽ không đá được trái thứ hai. Và điều quan trọng nhất trong việc tung cầu bằng mu bàn chân đó là các em phải tập luyện thường xuyên, thì có như vậy cái cảm giác đá cầu mấy em mới có được và mấy em sẽ tung được nhiều qua thời gian. Sang nội dung thứ hai đó là học chuyền cầu bằng mu bàn chân, và các em có thể quan sát hình khi thầy phân tích về tư thế chuẩn bị. Các em đứng chân trước, chân sau, chân đá cầu là chân đệ phía sau. Trọng tâm chúng ta dồn về chân trước. Lúc này tay cùng bên với chân sau chúng ta gập khuỷu tay và lòng bàn tay ngửa. Ngón trỏ và ngón giữa chúng ta ở dưới đĩa cầu và ngón cái chúng ta đặt ở trên đĩa cầu. Động tác kỹ thuật. Tay cầm cầu tung nhẹ cầu lên cao ngang với tầm mắt và hơi chếch về phía trước. Sao cho điểm rơi của cầu cách mũi bàn chân khoảng 40 cm. Khi cầu rơi xuống đất và cách đất 30 đến 40 cm thì chân phía sau lăn về phía trước, đồng thời duỗi cẳng chân và bàn chân để mu bàn chân tiếp xúc với cầu. Kết thúc động tác là khi mu bàn chân tiếp xúc với cầu với một lực sao cho cầu bay vừa tới vị trí của bạn mình. Sau đó chúng ta tiếp tục chuẩn bị để đón trái cầu của bạn truyền lại cho mình. Sang nội dung cuối của buổi học hôm nay, đó là nội dung chạy bền. Thì tùy theo tình hình thực tế tại địa phương nên bài tập bổ trợ sức bền thầy đưa ra tuần này vẫn là nhảy dây. Và bữa này thầy sẽ đưa ra cụ thể, đó là nhảy dây cho thầy là 5 hiệp, mỗi hiệp là 30 giây. Tuy nhiên một số bạn chúng ta có thể lực sức bền không tốt thì các em có thể thực hiện cho thầy là hiệp là 15 giây hoặc 20 giây, hoặc là cái quãng nghỉ của chúng ta thường chúng ta nghỉ là 1 phút thì bây giờ chúng ta có thể nghỉ cho thầy là 1 phút rưỡi hoặc là 2 phút sau mỗi hiệp. Để kết thúc buổi học thì thầy có đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm để cho mấy em thực hiện. Các em đánh dấu ít vào câu trả lời đúng. Câu hỏi thứ nhất, sức bền là gì? Đáp án A, sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi sau khi học tập, lao động hay tập luyện thể dục thể thao kéo dài. Đáp án B, sức bền là khả năng của cơ thể thực hiện một động tác trong một thời gian ngắn nhất. Đáp án C, sức bền là khả năng mà con người thực hiện xong những bài tập. Đáp án D, sức bền là sự kéo dài sức lực của cơ thể trong thời gian lâu nhất. Câu hỏi thứ hai, cần chú ý những điểm nào ở giai đoạn rơi xuống đất? Đáp án A, hai chân cùng tiếp đất, trùng hai chân để giảm chấn động. Đáp án B, hai chân cùng chạm đất, trùng chân dậm để giảm chấn động. Đáp án C, chân dậm nhảy chạm đất, hai tay chống xuống đất để giảm chấn động. Đáp án D, cả hai ý B và C đúng. Câu thứ ba, trong thi đấu đơn, trong nội dung đá cầu, mỗi vận động viên được chạm cầu mấy lần? Đáp án A là 4 lần, đáp án B là 3 lần, đáp án C là 2 lần và đáp án D là 1 lần. Tiếp đến cuối nội dung học, thầy sẽ cùng kéo nội dung. Thì qua cái nội dung học mà thầy chúc các em nâng cao thể lực cho cơ thể, đồng thời cũng mang về được tính khéo léo và sức mạnh cho bản thân, đặc biệt là sức mạnh đôi chân trong tiết học tuần này.
Ở nhà thì tùy theo cái tình hình thực tế mà các bạn hãy lựa chọn cho mình các bài tập và lượng vận động phù hợp với bản thân, và nhớ là không được lười biếng và nhớ phải tập luyện thường xuyên. Kết thúc buổi học, thầy cảm ơn các em đã theo dõi cái bài học hôm nay. Thì mọi thắc mắc về bài tập hay cần trang bị thêm về kiến thức nào liên quan đến sức khỏe, hoặc có phản ánh hay góp ý gì thì các em có thể gửi về địa chỉ mail tại tân tạo 1986 amoc@gmail.com.